Hello, everybody. Welcome you guys come back to English for Retain. Xin chào tất cả các bạn học sinh. Chào mừng các bạn đã đến với tiếng Anh lớp 10, FEL khoa hệ 7 năm cơ bản. I'm very happy to see you again at brief lớp today. Tôi là Quân và tôi rất vui khi được gặp lại các bạn trong buổi học ngày hôm nay. At the previous lesson, you have practiced writing a letter for giving directions, right? Ở phía học trước, các bạn đã được thực hiện thực hành hướng dẫn cái cách để mà viết một lá thư chỉ đường đúng không nào? Ok. Và phía học ngày hôm nay đó chính là phía học như thường lệ, as usual. After our writing lesson, we will have a language focus lesson. Như thường lệ, sau một tiết học kỹ năng viết thì chúng ta sẽ có một tiết học liên quan đến cái ngôn ngữ trọng tâm, và cụ thể đó chính là tiết học ngày hôm nay, là tiết học cùng của chủ đề phụ 8. Và phần ngôn ngữ trọng tâm như thường lệ chúng ta sẽ nghiên cứu hai vấn đề, đó chính là về pronunciation, phần phát âm, và cũng như phần grammar, phần ngữ pháp. Nào, đó chính là vùng bài hôm nay. Ok, we've opened your textbook for me page 88. Hãy mở phiên qua 188 phát nhé. Đó chính là nội dung bài học hôm nay. Unit 8, The Story of My Village. Language Focus. Ở bài số 8, câu chuyện về ngôi làng quê của tôi. Và đây là ngôn ngữ trọng tâm. Vì bài này rất là dài nên là tôi sẽ cố gắng vẽ kỹ phần bài tập, phần lý thuyết. Bởi vì bài này rất là dài đúng không nhỉ? Nên là tôi sẽ dạy sơ sơ với phần phát âm thôi, phần trọng tâm là nó là phần ngữ pháp. Ok, so what will we study today? Mấy hôm nay chúng ta học cái gì nhỉ? Ok, you can see the bookmark of your textbook. Các bạn có thể nhìn vào cái phần sơ đồ của FEL khoa đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ học hai vấn đề đúng không? Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy luôn ở trong FEL khoa trang 9 đúng không nhỉ? So, what will we learn today? Vậy thì chúng ta hôm nay ba sẽ học cái gì? Ok, được rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến ba vấn đề. Thứ nhất là phần pronunciation, phần phát âm. Phần phát âm trong chủ đề lần trước chúng ta đã chủ đề số 7 thì các bạn đã được làm quen với lại các nguyên âm đôi đầu tiên. Đó chính là gì ạ? Đó là A, I và O đúng không? Nhưng tuy nhiên trong chủ đấy là các nguyên âm đôi. Vậy khi các bạn đã biết thế nào nguyên âm đôi chưa? Đó chính là do sự kết hợp của từ hai nguyên âm đơn thì nó tạo thành một nguyên âm đôi. Và ví dụ như e thì chúng ta thấy rằng nó có nguyên âm đơn là e và nguyên âm đơn là i đúng không? Thì nó thành một cái gì ạ? Nó thành một nguyên âm đôi là e. Và trong tiết học ngày hôm nay của chủ đề số 8 này thì đó là chủ đề số 8. Xong chủ đề số 8 này chúng ta sẽ có một tiết check your selfie. Sau đó chúng ta sẽ có một tiết kiểm tra cuối học kỳ 1. Đó chính là tiết ôn tập đúng không? Đây là chủ đề cuối cùng của lớp 10 học kỳ 1 đó đúng không nhỉ? Đấy. Về phần pronunciation của chủ đề này chúng ta sẽ nghiên cứu đó chính là âm ao và âm o. Đây là hai cặp nguyên âm đôi đúng không? Với nguyên âm o thì nó bên phía bên này là a a nhá. Bên này a a a ao thì nó là có chữ ạ, nguyên âm đơn đúng không? Đấy. Vậy thì trong cái tiết học này bạn sẽ tôi cũng sẽ đưa ra các mẹo chính tả để các bạn có thể những biết rõ chúng đúng không? Bởi vì nhiều lúc các bạn phát âm chưa chắc mình đã chuẩn đúng không? Thì tôi nhân nên vùng mẹo sẽ nó dễ dễ hơn. Đấy. Và nội dung thứ hai đó chính là phần grammar, phần ngữ pháp. Thì chúng ta sẽ nghiên tập trung hai vấn đề. Thứ nhất là report of speech và statements. Ở trong chương trình của lớp 8, lớp 9 thì các bạn đã được tiếp xúc với lại câu trực tiếp, gián tiếp rồi đúng không? Và thường các bạn, thầy cô, kể cả các bạn học sinh mới hay sinh cũ nhưng mà phải đều các bạn đều được tìm hiểu về phần kiến thức về statement của report of speech, nói về các cái nhận định ý kiến của phần trực tiếp gián tiếp. Thì ngoài ra thì còn có một số cái dạng câu trực tiếp, gián tiếp ví dụ như của câu trẻ hoặc câu điều kiện thì cái này chúng ta sẽ học ở lớp 11, 12 sau nhé. Còn đối với lớp 10 thì chúng ta chỉ tập trung vào cái statements, được chưa?
học kỳ 1 chúng ta chỉ tập trung vào cái đấy thôi, còn lại còn những cái nội dung khác về viên point of speech thì phải nâng cao ấy, chúng ta sẽ được tìm hiểu sau. Và cái này chúng ta được học ở lớp 8, lớp 9 rồi, bởi vậy sao vì kiến thức này nó vô cùng dễ, nhưng tuy nhiên nó rất là dễ nhầm, đúng không? Vì các bạn chỉ cần sai một chữ thôi các bạn mất luôn, mất to một câu, đúng không? Đấy. Và vấn đề thứ 3 trong bài học này đó chính là về conditional sentence type 1. Nói về về câu định quyền 1, câu định quyền 1 thì các bạn đều cũng đã được học lớp 9 rồi, đúng không? Và đứa thì nó còn học lớp 6 rồi, nhưng mà tuy nhiên lớp đầy đủ nhất nó vẫn phải là lớp 9. Vì lớp 6 thì nó chỉ là giới thiệu một chút sơ lược thôi, đúng không? Còn lớp 9 mới gọi là đầy đủ. Về phần câu điều kiện 1 thì chúng ta thấy rằng nó rất đơn giản thôi, đúng không? Thì cái phần câu điều kiện 1 này nó chính là một cái vấn đề ngữ pháp khá là quan trọng ấy, đúng không? Và hai nội dung ngữ pháp đấy thì nó có cả trong hai phạm bài lớn, đó là phạm bài về trí động từ. Trí động từ thì ví dụ người ta có thể cho một bất kỳ một câu chữ biết vào, và người ta sẽ cho là phép vát xong rồi chấm chấm út động từ ở trong verb thì nó như thế nào, hoặc là đối với câu điều kiện 1 thì nó như thế nào, đúng không? Thì hai cái bài này ngoài ra nó có thể viết dạng viết lại câu ý nghĩa. Thế nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý, đặc biệt là phần part of speech và rất nhiều người hay nhầm. Vậy nên là thi vì trọng tâm của học kỳ 1 lớp 10 chắc chắn phải có một vài câu liên quan đến đến câu trực tiếp, vì nó là phần quan trọng. Nên là thi về học kỳ 1 thì chúng ta chú ý cho tôi hai dạng, chú ý kỹ nhé. Còn mấy phần khác không có nghĩa là không có, đó chính là về cần chữ biết văn biết và bị động, thì hai cái đó chắc chắn là phải có, được chưa? Đấy, hoặc là về cấu trúc be scoff of, inspire of, đúng không? Cái này cũng có đấy, đúng không? Okay, so now let's move to the first part of this lesson. Đây là chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của bài học này, đó chính là phần pronunciation, phần phát âm. Phát âm thì nó rất quan trọng, đúng nhờ? Đấy, phát âm thì một là các bạn khi BP nói, người bạn đây là một tiêu chí để chúng ta có thể kiểm tra được cái bài nghe của chúng ta. Nếu như phát âm tốt thì điểm sẽ cao, và nếu phát âm chưa tốt thì điểm sẽ thấp hơn, đúng không? Hoặc là khi mà các bạn làm các bài trắc nghiệm phát âm hoặc là trọng âm thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến về cái phát âm của mình. Những phát âm mình chuẩn thì đương nhiên cho bạn và phải dễ, phải đúng hơn, đúng không? Đấy. Okay, now let's have a look at the textbook. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn qua, đúng không? Thì chúng ta nhìn vào cái phần listen and repeat, chúng ta thấy rằng ở đây có ao và ồ. Và tuy nhiên thì khi mà các bạn phát âm thì có rất nhiều từ, nhiều lúc các bạn nghĩ nó là âm ảo nhưng thực chất nó lại âm âu cơ. Vậy thì làm thế nào để các bạn nhận biết cho dễ thì tôi sẽ đưa ra một số mẹo như sau. Bởi vì cái phần này các bạn phải ghi cũng được hoặc không ghi cũng không sao cả, bởi vì phần này là mẹo. Bởi vì các bạn làm cho nó đúng rồi, đúng không? Vì rất nhiều người làm sai phần phâm, đúng không? Vì phần phâm của bạn không chuẩn thì các bạn nên xem một phần tắc sau. Các bạn chờ một chút nhé. Wait for a minute. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách để phân biệt hai nguyên âm, đó là âm ow và âm ow, được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ đến với âm ow. Đầu tiên chúng ta sẽ âm e bẹt nhá. À. Tôi sẽ đứng gần, ngồi gần hơn vì các bạn nhìn cho dễ nhá. À. À. Giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta âm à. Sau đó miệng hơi đóng lại. Mới di chuyển lên phía trên và sau như phát âm âm ủ. Ào. 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 Đó. Chúng ta nhìn lại nhé. Ào. 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 Đấy. Ví dụ như là chúng ta có từ cow. 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 Này hơi lag một chút, xin lỗi nhé. House. 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 Chow. Chow. Couch. Couch. How. How.
Very good. Với bố. Mày nói hơi la bí. Xin lỗi nhé. Còn đối với âm thì chúng ta phải đọc âm chúng ta phải phải âm được chưa? Bạn phải âm âm chữ ơ dài hơn đúng không? Đó được chưa? U thì ngắn và nhanh thôi đúng không? Chứ không phải vào không phải thế. Đấy thế thôi đúng không? Và ví dụ như là coat, 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 bow, bow, phone, phone, note, note, blown, blows, blows. Okay, good job. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phải identify the two consonants? Vậy thì làm thế nào chúng ta nhận biết được hai cái nguyên âm đúng không? Diphthong. How can we identify the two diphthongs? Đấy, làm thế nào chúng ta nhận biết được hai cái nguyên âm đôi này? Thì đối với âm ảo thì chúng ta có hai quy luật như sau. Thứ nhất đó chính là hai chữ cái o u thì nó được phát âm là ảo trong những từ có nhóm o u với một hay hai phụ âm, tức là nó phải với phụ âm nhá, với nguyên âm là không được đâu nhá, được chưa? Ví dụ như chúng ta có gì, có từ fault, 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 hoặc là từ cloud, cloud, và doubt, doubt, doubt. Vậy thì các bạn đã biết thế nào phụ âm chưa nhở? Phụ âm thì chúng ta phải được học kỹ hơn ở cuối học kỳ 2, từ ở trong chương trình học kỳ 2 bác phải được học về các nguyên âm, về các phụ âm sau nhá. Đấy. Rồi, ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở đây là chúng ta có từ o u đúng không? Nhưng mà tuy nhiên về phụ âm thì có thể là một hoặc hai cũng được đúng không? Thì chúng ta thấy rằng nd nó là phụ âm đúng không? Bởi vì oải oải nó không nguyên âm đúng không? Đấy, hoặc là với UD này, đúng không? Hoặc là cái phần dao BP này, nó là các phụ âm. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy, hoặc là chữ cái OVG, nó thường với viết phần là O. Nhưng mà tuy nhiên ảo, nhưng mà tuy nhiên nó bị một trường hợp mà không phân rõ ra. Ngoài ví dụ là tower, power, powder, drought, ok? Mình xin lỗi mày hơi lag, mày là hơi khó hiểu một chút đúng không? Tiếp theo đó là nguyên âm đối O. Thì chữ O thường được phát âm là O khi nó ở cuối một từ, ví dụ như go, no, ago, potato, tomato. Ví dụ như chữ O đây, ví dụ như nó ở đằng sau chữ O đó, nó không còn một chữ gì nữa thì nó là biểu phát âm là O, nhớ nhá. Tiếp tục đó là chữ cái OA, biểu phát âm là O trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm. Lưu ý để đây đúng không, nếu như ở phía đối bên này không mò đi nhé. Đấy này hơi lag một chút. Xin lỗi mày hơi lag nên là nó hơi khó khăn một chút. Thì chắc chắn các bạn không thể hiểu được vì nó khó, nó lag.
Rồi chúng ta thấy rằng là đầu tiên là nó phải khẳng định rằng nó có trong những từ mỗi âm tiết. Được chưa? Ví dụ như từ coat, wrote, load, learn, curl, verb, cook, đúng không? Thì nó có những từ mỗi âm tiết. Nhưng tuy nhiên nó phải tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm, tức là uể oải chữ u e o i e thì nó không không được phép. Ví dụ như p hay là b hay là n hay là l hay là p thì nó có phụ âm và nó đều đều ở tận cùng với sau, nó đều ở tận cùng đúng không, thì nó o a đúng không, thì nó được phát âm là o. Được chưa? Thế bạn hiểu chưa nhỉ? Tiếp tục đó là au thì nó có thể được phát âm vừa chúng ta để nó nói trên, nó là nó thì nó được phát âm đối với những cái cụm từ mà có tận cùng là một hay hai phụ âm đúng không, thì nó phát âm là ảo. Còn các trường hợp còn lại nó sẽ phát âm là o, ví dụ như so, shoulder và mode. Còn về o với kép thì ngoài phát âm là au ra thì nó có thể là o trong một số trường hợp như là no, low, row và window. Ok, à, biết chưa nhở? Đấy, chúng ta sẽ đến với phần mở phiếu khoa ra, chúng ta sẽ đến phần application của phiếu khoa vào trang 39, được chưa? Đấy, bài này hơi dài một chút đúng không? Ở phần này chúng ta có yêu cầu. Thứ nhất đó là phần listen and repeat, mà sẽ nghe và phát âm. Thứ hai là practice the sentences, đó là chúng ta sẽ luyện phát âm những câu đúng không? Thì ở đây chúng ta đối với phần O và O thì mỗi cột chúng ta có 6 từ. Và với các câu chúng ta sẽ có 6 câu. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe nghe qua một lượt các cột từ phiên này ba phát âm như thế nào nhé. Ok, how are you ready? Are you ready? Các bạn sẵn sàng chưa nhỉ? Ok, let's go. Rồi đi thôi. Now, listen. Chúng ta nghe nhé. Pronunciation. Listen and repeat. Bạn nghe nghe phong. Ow. Ow. Cow. Cow. Town. Town. How. How. House. House. Couch. Couch. Mouse. Mouth. O. O. Coat. Coat. Phone. Phone. Bone. Bone. Ball. Bow. Note. Note. Close. Love. Listen again. Nghe lần nữa nhé. Pronunciation. Listen and repeat. Ow. Ow. Cow. Cow. Town. Town. How. How. House. House. Couch. Couch. Mouse. Mouth. O. O. Coat. Coat. Phone. Phone. Bone. Bone. Ball. Bow. Note. Note. Close. Love. Practice. Okay, now listen the last time. Chúng ta phải nghe và nhắc lại lần cuối nhé. Bởi vì phần phát âm này thì lớp 12 và thi tốt nghiệp sẽ có rất nhiều dạng câu và bạn vẫn phải nhắc lại. Bây giờ các bạn, phần này các bạn nhớ chú ý rằng nhé. Bởi lên lớp 12 khi tốt nghiệp thì mới làm được chắc ăn. Phần bài học hơi dài một chút, xin mong các bạn thông cảm. Unit 8.
Pronunciation. Listen and repeat. Ow. Ow. Cow. Cow. Town. Town. How. How. House. House. Couch. Couch. Mouse. Mouse. O. O. Coat. Coat. Phone. Phone. Bone. Bone. Bowl. Bone. Note. Note. Close. Close. Okay. Như vậy là ok, good job. Và các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên của phần pronunciation, nó chính là phần listen and repeat. Nghe mình nhắc lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe qua platform của những câu này. People sẽ people sẽ dịch qua nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một chút được không? Ok, now let's listen to the audio now. Bạn sẽ nghe đoạn bằng nhé. Practice these sentences. 1. Don't shout so loudly. Don't shout so loudly. Đó là đừng hét lớn tiếng như thế, được chưa? Đấy. 2. Ours is the nicest house in the town. Ours is the nicest house in the town. Nhà của chúng tôi là nhà đẹp nhất ở trong thành thị trấn này, đúng không? Next one, bài tiếp theo nào. 3. At least we found the mouse under the couch. À, đó là at last we found the mouse under the couch. Đó là cuối cùng thì chúng tôi tìm thấy con chuột dưới một cái chiếc ghế dài hoặc là chiếc ghế sofa ấy, đúng không? Đấy. Này học lớp 6 rồi. 4. Look at the red rose on the snow. À, đó là look at the red rose on the snow. Đó chính là gì ạ? Nhìn vào cái bông hoa đỏ ở trên bếp kìa, đúng không? Ở bộ phần 5 nhé. 5. Come over to the window. Come over to the window. Đó chính là hãy đến cửa sổ, đúng không nhỉ? Đấy, câu cuối cùng. 6. I'll put my coat on and go out. I will put my coat on and go out. Tức là tôi sẽ mặc cái áo mưa vào và đi ra ngoài, đúng không? Đấy. 7. Rồi bây giờ các bạn đã được nghe qua rồi, nên là cái phần này thì tôi sẽ đọc cho bạn nhé. Don't shout so loudly. Don't shout so loudly. Don't shout so loudly. Bạn đừng hét lớn tiếng như thế, đúng không? Ours is not the nicest house in the town. Ours is the nicest house in the town. Ours is the nicest house in the town. Được chưa? Ngôi nhà của chúng ta đó là ngôi nhà đẹp nhất trong thị trường này, đúng không? At last, we found the mouse under the couch. Và là cuối cùng thì cũng tìm thấy con chuột chìm ở dưới cái ghế vải. Cái này under là dưới, không phải là đúng ở dưới, đúng chưa? Look at the red rose on the snow. Look at the red rose on the snow. Look at the red rose on the snow. Đó là nhìn vào cái bông hoa hồng ở gì ạ? Ở hoa đỏ ở chị mà biết, đúng không? Come over to the window. Come over to the window. Đó là đến gần cửa sổ, lại gần cửa sổ, đúng nhỉ? Hoặc là I will put my coat on and go out. I will put my coat on and go out. I will put my coat on and go out. Tôi sẽ mặc áo mưa vào và đi ra ngoài. Đấy chính là phần pronunciation. Bởi vì thời gian rất là dài nên là phần này tôi sẽ tập trung vào phần grammar một chút nhé. Okay, so we have finished the perfect pronunciation. Như vậy chúng ta hoàn thành phần đầu tiên phần ngữ âm rồi, đúng không? Congratulations, chúc mừng các bạn. Okay, now let's move to part 2, part B about grammar. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành phần ngữ pháp. And now we will record the first part is about recorded speech and about statement. From there, chúng ta sẽ chuyển sang phần B đó, phần ngữ pháp và cụ thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần đầu tiên, đó chính là về phần trực tiếp phán tiếp liên quan đến các nhận định ý kiến nhé. Về phần này phòng học lớp 2 rồi, nhưng tuy nhiên phần này cũng rất là quan trọng đối với chương trình trung học phổ thông cũng như là thi tốt nghiệp.
cũng như là các kỳ thi đều rất quan trọng, nên ba cũng cần phải nắm vững chắc vì phương này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần nhé. Ok, how you ready? Are you ready? Bạn sẵn sàng chưa nhỉ? Ok, let's go. Đi thôi. Report of speech đó là về lời tường thuật hoặc lời nói gián tiếp hoặc số phát biểu. Nhưng thường chúng ta hay gọi nó là câu tường thuật, câu gián tiếp. Và đó được gọi là gì? Đó là lời nói được thuật lại theo từ ngữ của người người thuật lại mà nhưng mà không thay đổi bởi ý, đúng không? Giống như chúng ta học ở môn văn lớp 9 như vậy, đúng không? Bạn đã được học về cách viễn trực tiếp và chuyển gián tiếp rồi. Thì đối với Anh cũng như vậy. Ví dụ như chúng ta muốn vẫn lại lời nói của người đó, nhưng tuy nhiên khi mà đổi thì đương nhiên nó sẽ là thay đổi từ ngữ phương hô thôi, đúng không? Ví dụ như là my friend fetch me, I will come next weekend. Đó là bạn của tôi nói rằng là tôi sẽ đến cuối tuần sau, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên khi mà viết lại với câu trực tiếp ở phía câu gián tiếp thì nó như thế này. Phần direct speech đó chính là phần trực tiếp, đúng không? Thì khi mà viết lại thì chúng ta thường ba sẽ thay vì phép chủ thành từ chầu, đúng không? Và khi mà viết mệnh đề phải hưởng phải có phát, đúng không? Hoặc là bởi vì ở đây chúng ta phải lưu đúng không? He will come to the next weekend. Bởi vì ở đây nếu như ở đây là ghi là I will thì ở đây sẽ là would, he would, đúng không? Đấy, nó đã bị thay đổi rồi. Và lời tường thuật thì gồm có hai phần, đó là mệnh đề tường thuật và lời nói gián tiếp. Tức là lời nói tường thuật ví dụ như là cái mệnh đề my friend tell me, đúng không? Và cái hai phần này được ngăn cách bởi bởi ốc vát này, đúng không? Và đó chính là vì ạ, đó là mệnh đề tường thuật, đó là cái mệnh đề tường thuật tức là ai bảo ai, đúng không? Đấy, ai nói với mình rằng, ai nói với động chúng tôi rằng, đúng không? Đấy, và cái mệnh đề phao phát đó chính là vì đó là mệnh đề tường thuật, xin lỗi, đấy là lời tường thuật nhá. Ví dụ như là my friend tell me đó chính là mệnh đề tường thuật, đúng không? Tức là chúng ta lưu ý nhá, cái này nó thường đứng trước phao, chúng ta và cái phần mệnh đề lời tường thuật nó thường đứng sau phao phát. Về quy tắc chung về general rules, khi mà đổi lời nói trực tiếp phần gián tiếp thì chúng ta thường theo 5 quy tắc, đúng không? Bởi vì P thì thường người ta sẽ ưu tiên là chuyển về từ trực tiếp sang tiếp thôi, chứ ít khi người ta cho hỏi từ gián tiếp sang trực tiếp, bởi vì từ gián tiếp sang trực tiếp thì nó khá là khó, đúng không? Rất là dễ nhầm, đúng không? Đấy, nên là người ta sẽ cho từ trực tiếp sang gián tiếp thì nó nhẹ nhàng hơn một chút. Còn nếu mà từ gián tiếp sang trực tiếp thì cần phải hết sức là lưu ý cẩn thận, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ chuyển về được chưa? Bộ năm yếu tố đó chính là gì ạ? À? Đó chính là về động từ thuật và reporting verbs và P của lời nói trực tiếp đó là tenses và ngôi là persons và từ chỉ thời gian nơi chốn và một số từ đặc biệt, đúng không nhỉ? Đấy, động từ bình thái, đúng không? Đấy là động từ bình thái. Và bên ta phải nói đến với phần đó là đổi động từ thuật, từ reporting verbs và động từ thuật thì được đổi theo ý nghĩa dạng câu của nó trực tiếp, đúng không? Và chúng ta thường là những cái động từ tường thuật ở thường dùng, đúng không? Thì đấy là trực tiếp nhá. Ví dụ như là say, tell, tức là nói, kể, đúng không? Ask, hỏi. Want to know, muốn biết, ví dụ đó, đúng không? Request, gợi ý. Advice, khuyên nhủ. Invite, lời mời. Forget, gợi ý, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là say thì thường được dùng ở mệnh đề tường thuật của lời nói trực tiếp. Vì không ai người ta lại ghi là he, ví dụ như là he said there has been a fire in the town. Anh ấy nói rằng có một cái đám cháy ở trong thành phố. B là lời nói vì lời nói trực tiếp cơ, đúng không? Còn nếu mà gián tiếp thì nó lại lùi về quá khứ hoàn thành rồi, đúng không? Bởi vì tại sao? Bởi vì cấu trúc have been nó là của thì tại hoàn thành thì khi mà lời thì bắt thường phải về là have been. Được chưa? Đấy, bởi vì bên này là mình thực lại với lời nói quanh ta cơ mà, đúng không? Hoặc là một ví dụ khác đó là I'm fed to Tom. Are you going to lecture? Được chưa? Đó là bạn của An và Mary rằng hỏi rằng là bạn
đi nghe diễn phương trình không? Bởi vì đây là câu hỏi, vậy nên ví động từ vần thuật ở vâu và biết thường là as. Và sau pretone thì mệnh đề thường phải một là if và hai là whether. Nhưng tuy nhiên các bạn nhớ là if cho tôi. Đấy, if thôi, đúng không? Cho nó dễ, đúng không? Bởi vì câu này là câu về tương lai gần thì chúng ta sẽ biến đổi với dạng quá khứ của ví dụ như ở đây là a thì chúng ta sẽ biến thành was hoặc là đấy. Và say thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Có thể được dùng ở mệnh đề vần thuật của lời phát tiếp. Mà say to thì được thay bằng từ thích hợp của nó trực tiếp, đúng không? Thì tuy nhiên với say to này nó không được dùng cho lời phát tiếp đâu nhá, không bao giờ, đúng không? Đấy, say to không bao giờ người ta nói là he say to him that he would be thế này, không bao giờ nhá. Đấy, không bao giờ có trường hợp là dùng cho lời phát tiếp. Và say to thì thường là say to somebody phúc từ, đó là ví dụ là say to him hoặc say to her hoặc say to us vân vân. Đấy. Và tell thì chỉ được dùng ở mệnh đề vần thuật của lời nói gián tiếp thôi, đúng không? Thì chúng ta hay nói từ tell ấy, đúng không? Và thường được theo sau bởi một phút ví dụ tell me hay là tell she hay là tell him vân vân. Đấy. Hay tell them hay tell us, đúng không? Cụ thể thì chúng ta có một số từ, đúng không? Ví dụ như là he said to me, bởi vì said to thì theo sau nó là somebody, là cái bên ngữ, đúng không? Said to me hoặc said to you hoặc said to us hoặc said to them hoặc said to him hoặc said to us hoặc said to it, đúng không? Đó là it's very nice for you, nó sẽ như vậy. Nhưng mà tuy nhiên nhớ cho tôi, các bạn chỉ cần gián tiếp cứ ở trong cho tôi, không nhất được chưa? Phụ như anh ấy nói với bạn tử bế quá thì nên phải nói là he told me that it was very nice for me, được chưa? Đấy. Phép thì nếu mà phép của family thì thường và phải biến thành told family that, được chưa nào? Đấy. Còn nếu được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Và đối với lại phần phép thì chúng ta sẽ phải biến về gì ạ? Tôi có một lưu ý một chút, đúng không? Khi mà chúng ta viết với phần said từ đây là của trực tiếp, còn nếu phần phát gián tiếp thì chúng ta nhớ là có từ said ra nhá, được chưa? Còn nếu như cái said này, đúng không? Cái said to này, đúng không? Nhưng mà cái mệnh này đằng sau nó một câu hỏi thì chúng ta nhớ cho tôi đó là cái từ gián tiếp từ hoặc ở đây nó phải là asked, được chưa? Và cụ thể về những cái bố trúc này chúng ta đã được học từ lớp 9 rồi, đúng không? Từ lớp 8 lớp 9 rồi. Đấy. Cái từng if whether thì nó bởi vì nó là câu hỏi mà mới là nếu mà after he went thì mệnh đề này nó vứt đi đâu rồi, mệnh đề là chúng ta nhớ là khi mà viết bạn viết ý thì chúng ta ghi if luôn cho nhanh, không cần phải whether dài vòng mất thời gian, đúng không? Đấy. Được chưa? Rất là vì whether biết đâu chỉ cần thiếu một chữ thôi là các bạn mất tòi luôn, đúng không? Bây giờ các bạn nhớ từ if cho tôi vừa ngắn lại vừa nhanh, đúng không? Tiếp theo đó là đuổi thì, đúng không? Đuổi thì chúng ta thấy rằng là động từ thì có hai trường hợp, đó không đuổi thì và trường hợp lại khi mà đuổi thì, đúng không? Đối với động từ mệnh đề vần thuật ở thì hiện tại đơn hay là hiện tại đơn hay là hiện tại hoàn thành thì chúng ta sẽ giữ nguyên ví dụ như là he says, đúng không? Hoặc là và mệnh động từ mệnh đề vần thuật vì quá khứ đơn, nhưng mà nó diễn tả một chứng lý, một sự thật hiển nhiên, một định luật khoa học hay thiên nhiên, đúng không? Hoặc sự kiện vừa xảy ra hoặc vừa chấm dứt, khi mà thực lại thì nó vẫn không thay đổi và vẫn thế, đúng không? Hoặc mệnh đề chỉ ước muốn là wish thế này ba học lớp chín rồi, đúng không? Hoặc là sao động từ wish hoặc là would rather hoặc là với should hoặc ought to hoặc had better hoặc used to thì nó vẫn thế, bởi vì should thì nó không thể lùi đi đâu được, đúng không? Ought to, had better, used to nó cũng không thể lùi đi được, đúng không? Mà vẫn thế, đúng không? Bởi vì nó không thể lùi đi được nữa, đúng không? Và câu điều kiện loại tại vì ạ? Tại vì là loại 3, đúng không? Câu điều vậy vậy 3, đúng không? Vậy vậy ví dụ như là câu điều kiện thì loại 2. Được chưa? Loại 3 nhá. Đấy. Ví dụ như là he says I'm going to study engineer. Bởi vì ở đây tại sao? Hoặc là ví dụ như là đây là gì? Là safe, nó là cái động từ bình thường ở hiện tại hơn thì sau thì nó vẫn
Vẫn thế đúng không? Chỉ pay thêm một vạc ở phòng và chúng ta pay am bằng if. Và vậy hoặc là ví dụ như chúng ta hay nói là have said. Thì với vừa nó cũng thế đúng không? Hoặc là he will say đúng không? Cơ anh ta phải nói khi đằng sau nó vẫn thế nhá. Được chưa? Rồi, hoặc là đối với mệnh đề bình thường thì quá khứ ví dụ như là he said the earth around the sun, đó là như vậy ạ. Mặt trời quay xung quanh trái đất thì phép ra thì mệnh đề này vẫn không hề thay đổi, được chưa? Chú ý ở đây thì chúng ta chỉ thay đổi thì nhưng mà tuy nhiên chúng ta không thay đổi không, chúng ta vẫn giữ nguyên, chúng ta phải đổi ngôi nhá, còn pháp từ chỉ thời gian nơi chúng ta không được thay đổi. Nếu thay đổi là chúng ta vứt luôn ở chỗ đấy đúng không? Còn đối với câu điều kiện which or rather thì bên này thì chúng ta sẽ học sau nhá. Bên này chúng ta sẽ học ở lớp trên luôn. Bây giờ phần này chúng ta sẽ không bằng giới thiệu. Ở tiếp tục đó là trường hợp đổi P, đó sẽ change. Đó là khi động từ bình thường gặp P quá khứ đơn là simple past thì nó được chuyển đổi theo quy tắc đó là gì ạ? Đó là lùi về quá khứ một P đúng không? Và P quá khứ đơn thì có thể giữ nguyên hoặc lùi về quá khứ hoàn thành. Và quá khứ hoàn thành thì đương nhiên nó phải vững nguyên không đổi vì nó có một chỗ đâu mà lùi đúng không? Quá khứ hoàn thành nó chả lấy còn có khoảng quá khứ của quá khứ hoàn thành à, vớ vẩn, không có chuyện đấy nhá. Đấy, chúng ta thấy rằng là nếu như mà lời nói trực tiếp ấy, ví dụ như là hiện tại đơn hoặc hiện tại biết viễn thì đương nhiên nó phải lùi về quá khứ đơn và hoặc biết viễn rồi đúng không? Còn đối với lại quá khứ đơn và quá khứ biết viễn thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành thì chúng ta thấy rằng nó lùi về quá khứ hoàn thành. Còn đối với quá khứ biết viễn và hiện tại hoàn thành biết viễn nó đều lùi về past perfect continuous, đó là về quá khứ hoàn thành biết viễn. Rất là nhằng ở chỗ đây đúng không? Tức là về phía nào? Ở đây là chúng ta sẽ ghi ở đây cho dễ nhá, đó là quá khứ đơn này. Vẫn không đọc được đúng không? Hơi khó phiên độ nhá. Bây giờ tôi sẽ viết rõ hơn cho bạn để các bạn nhìn. Bởi vì bài này hơi dài đúng không? Rất là dài luôn nên bài này phải vẫn bị kíp. Quá khứ đơn này. Hiện tại hoàn thành. Thì hai cái này đều đều lùi về quá khứ hoàn thành. Đúng không? Mà tuy nhiên thì làm sao ạ? Khi mà lùi từ khi mà chuyển từ câu gián tiếp có sử dụng thì quá khứ hoàn thành thì các bạn nếu chú ý cái từ nhận biết của nó. Nếu như từ nhận biết của nó là thuộc quá khứ đơn thì đương nhiên ta sẽ viết lại với bạn câu quá khứ đơn. Không, rất nhiều người hay nhầm đúng không? Cái này chỉ cần cho một câu trực từ gián tiếp của quá khứ hoàn thành phát à biết luôn đúng không? Hoặc là quá khứ tiếp diễn và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì nó là gì? Nó là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Nhá. Được chưa? Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Tiếp tục. Đấy là nội dung tiếp theo đó là future. Simple. Đó là tương lai đơn. Chúng ta sẽ về về gì? Đó là về present conditional tense. Từ đã có gì nó sai sai đúng không? Từ. Đấy. Nó hơi sai một chút đi em. Về tương lai đơn thì chúng ta sẽ chuyển về dạng modal verb. Được chưa? Đấy. Ví dụ như thế này đúng không? Past perfect và past simple hoặc là past continuous thì cái này nó vẫn giữ nguyên nhá. Với phần thì hiện quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành với quá khứ hoàn mình biết diễn thì nó vẫn thế, nó không bởi vì nó còn chỗ đâu mà lùi đúng không? Chả lẽ quá khứ hoàn thành nó lại lùi về được quá khứ biết diễn, hoàn thành biết diễn không bao giờ nhá. Tiếp tục future simple. Ví dụ như chúng ta thường đó chính là chúng ta thấy phần future simple là tiếng Latin thì nó thường đi với will. Nhưng mà trong cái này nó thường nó về với would nhá. Rồi, ở đây thì đó chính là past of model cộng với động từ nguyên thể. Nếu continuous thì nó lại là past of model rồi cộng be cộng động từ thêm for doing. Đó là ví dụ như would thì chúng ta ghi là would đúng không? Ở tiếp tục đó là thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành biết viễn thì chúng ta sẽ lùi về tương lai hoàn thành và chúng ta có have với lại P2 đúng không? Tức là động từ của 3 hoặc ED, ED, được chưa?
Và ba đối với thì tương lai hoặc mình biết diễn thì chúng ta có cái would hoặc là would xong rồi cộng với have been cộng verb in, được chưa? Ví dụ như là he said the train arrived an hour ago. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng anh ấy nói rằng xe lửa cách đến đây 1 giờ. Thì khi bởi vì và chúng ta xác định xem động từ chính của bên này nó là thì gì. Thì đầu tiên chúng ta thấy à đây có bữa rồi, nó là quá khứ đơn thì khi lùi thì nó lại là thì nó phải là quá khứ hoàn thành, được chưa? Đấy. Và ở đây có từ ago, ago thì nó có thể phải biến đổi thành before mà đúng không? Đấy, chưa? Rồi biết cái yếu tố thứ ba mà chúng ta cần chuyển đổi đó chính là về ngôi đúng không? Ngôi thì có 3 ngôi, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. Ngôi thứ nhất đó chính là I, me, myself, we, us, our đúng không? Thì nó được đổi theo cái ngôi của chủ từ của mệnh đề tướng hoặc người nói. Và thường là ai thì sẽ thành me đúng không? Ví dụ, được chưa? My thì thành my, myself thành his self hoặc himself đúng không? Vân vân, đúng không? Thì nó ví dụ như là he said I watch TV every morning. Anh ấy nói perfect PV mỗi tối thì chúng ta có he said that he watched TV every morning. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái mệnh đề này nó là vì nó là hiện tại thì khi lùi nó phải là quá khứ đơn đúng không? Và khi mà viết thì chúng ta thường I thành me đúng không? Đấy, my thành myself thành himself, we thành us đúng không nhỉ? Our thành there được chưa? Our thành there được chưa? I thì có thể là he hoặc là she đúng không? Hoặc là me có thể là his hoặc là her đúng không? Hoặc là we là us hoặc là them đúng không? Đấy, rất nhiều. People ngôn thứ hai nó là second person, đó là you, yours, yourself, yourself, được chưa? Thì you thì chúng ta khi mà chúng ta ví dụ như là ví dụ chúng ta có động từ bình phật ở đây nó không có phụ từ, ví dụ he said your English is very good, anh ấy nói rằng tiếng Anh của bạn rất tốt, chúng ta thấy rằng he said that his English was very good, đó là ngôn thứ hai điển hình ngôn thứ ba rồi đúng không? Còn nếu như có phụ từ thì nó như thế này, he said to me him you must study harder, thì chúng ta phải nói rằng anh ấy nói với tôi rằng tôi phải học chăm chỉ hơn, thì bởi vì you nên nói với mình mà đúng không, nói với tôi mà đúng không, thì bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ liên quan đến cái từ này, đó là chúng ta phải you bởi vì nó là nói với mình mà me thì nó liên quan đến ai đúng không, bảo là I had to study harder, bởi vì must thì nó cùng nghĩa với have to đúng không, mà have to với must do thì nó sẽ thành had to, ok vậy chứ nhở? Hoặc là he said to Mary if your bike blue, hoặc anh ấy nói với Mary rằng xe bạn của bạn màu xanh có phải không, thì chúng ta viết lại và he asked Mary if her bike was blue, thì chúng ta thấy ngôi thứ hai thì được chia theo ngôi 4 phức từ nhá, do thì thành her bởi vì chúng ta quan trọng về cái phần chủ ngữ ở đây nhá, mà không quan trọng đến chủ ngữ ở đây nhá, chúng ta liên quan đến cái này luôn đúng không? Tiếp theo ngôi thứ ba đó là he, she, they, his, her, their thì nó vẫn vẫn thế, nó không thay đổi được cái gì đâu đúng không? He said the children are studying at university. Anh ấy nói rằng con của họ đang học học ở trường đại học. Thì khi mà đổi thì chúng ta chỉ thay đổi cái động từ ở trong thì thôi đúng không? Thành thành were mà thôi đúng không? Đấy. Tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để tìm thay đổi từ chỉ thời gian nơi chốn. Time hoặc place was. Và bây giờ về từ chuyển thời gian thì khi đọc từ vần vật thì quá khứ đơn thì từ chỉ thời gian nơi chốn thì sẽ biến đổi như sau. Rất nhiều từ đúng không? Ở đây thì nói thì nó hơi dài một chút đúng không? Bài này thì hơi dài. Đấy, chắc chắn là nó dài lắm đúng không? Now thành then hoặc of one of immediately. Nhưng tuy nhiên các bạn chỉ cần nhớ một từ này cho tôi, chỉ cần nhớ một từ then nhá. Nhớ một từ đấy thôi. Tiếp tục, đó là gì? Đó là từ ago. Chúng ta chỉ cần ago thì khi chuyển before không ai ghi là ago luôn đúng không? Bởi vì ago bằng tiếng before. Today là hôm nay nhưng mà khi mà nói lại thì chắc vì đó đó phải ngày hôm nay mà nó lại là ngày hôm đó. Tương tự như tonight cũng vậy, tonight thì đấy là văn nay đúng không? Yesterday hôm qua, nhưng chắc vì cái thời điểm mình nói lại câu đấy đó là ngày hôm qua đúng không? Mà nó là ngày ngày trước đó đúng không? Hoặc the previous day hoặc the day before. Các bạn pick nhớ từ nào cũng được nhá. The yesterday morning hoặc yesterday afternoon là chiều hôm qua, sáng sáng hôm qua hoặc chiều hôm qua thì chúng ta có việc chỉ việc thêm
the previous from morning hoặc afternoon mà thôi nhá. Tomorrow, đó là ngày mai, thì chúng ta có the next day và the following day, được chưa? Là ngày hôm sau đúng nhở? Và tomorrow morning chúng ta chỉ biết thêm the following thôi nhá. Hoặc là the next morning, the morning afternoon. Hoặc the day before yesterday. À, ngày hôm qua. À, vì đó là hai ngày trước, đúng không? Đấy. The day after tomorrow. À, cái ngày sau ngày mai thì đó chính là in 2 days time. Đúng không? Hoặc là last week, last month, last year thì nó là previous, hoặc previous, được chưa? Hoặc là gì ạ? Hoặc là the week before, hoặc the month before, the year before cũng được, đúng không? Đấy, nhưng mà thường ta hay ghi thế này. Và đối với the next year, next week, next month, đúng không? Thì chúng ta có the following week, hoặc the month, hoặc the year. Hoặc chúng ta phải ghi là the next month, the next, không thể ghi là the next được, đúng không? Bởi vì ở đây là the next full, đúng không? Đó, bài này hơi dài một chút. Ví dụ như là he said, I will miss you tomorrow morning. Anh ấy nói rằng tôi sẽ gặp bạn sáng mai. Thì khi mà đổi thì chúng ta sẽ đổi gì ạ? Đổi từ will thành gì? Thành gì? Ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đổi rằng cái ngôi này đúng không? Mà anh ấy nói với tôi, à anh ấy nói rằng ai là chính là món. Tức là anh ấy nói chính anh ấy thì đương nhiên cái này nó phải thành he. Bởi vì ở đây là will thì khi mà nói là ớt đúng không? Chúng ta thấy rằng ở đây có từ tomorrow morning, chúng ta phải nói là the next morning cũng được nhá. Hoặc the following morning. Tiếp tục đó là từ chỉ nước trốn là wait for. Here thì khi mà chỉ biểu chú được thì chúng ta sẽ thay here bằng there. Ví dụ như là he said. Ví dụ he said, do you meet him here? Anh ấy nói rằng có phải bạn gặp anh ấy ở đây không, đúng không? He asked me if I have me there. Ở đây không phải là here nữa mà là there rồi, đúng không? Ở đó, ở đây, nhưng mà chắc vì cái lúc mà mình đến thì nó đã là ở chính nơi đấy, đúng không? Chắc chắn là phải ở đó, đúng không? Từ here ở đây thì lưu ý nó hiệp thay đổi theo ý nghĩa của tình huống. Ví dụ như là he said, come here John. Anh ấy nói John lại đây, đúng không? Thì ở đây thì nghe nó rất là buồn cười, nó lại là fit next to him cơ, đúng không? Đấy. Nhưng tuy nhiên cái trường hợp này ít xảy ra, bởi vì ít có trong các bài thi. Tiếp tục là with hoặc là with. Thì with nó là, nếu như nó là từ chỉ thời gian thì nó lại that và those, được chưa? Ví dụ như là gì ạ? He said the train will come this evening. Anh ấy nói rằng xe lửa sẽ đến chiều nay. Và khi chuyển thì chúng ta lại thay đổi với từ gì ạ? Will thành ought và evening thì thành gì ạ? Evening. Hoặc ví dụ như chúng ta hay nói this train, đó là cái con tàu này đúng không? Thì cái này là that train, được chưa? Hoặc là these pants là những cái bút này, thì those pants là những cái bút kia, đúng không? Còn nếu như nó lại cộng với danh từ cơ thì nó lại là biến đổi thành tính mạo từ vương. Ví dụ như he said I like this kind of music, được chưa? Anh nói ra tôi thích loại này mày. Còn khi mà viết lại thì chúng ta phải nói như thế nào? Xin lỗi, hơi lỗi. Tiếp tục nhá. Tiếp tục đó là chúng ta khi đổi chúng ta thấy rằng bởi vì bây câu của hiện tại đơn khi mà viết thì chúng ta sẽ viết thành quá khứ, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải lùi về quá khứ là lại phiên B, đúng không? Bởi vì lúc bây viết khỏi phiên B là biến thành vơ luôn, đúng không? Và nếu this hoặc this là đại từ, chỉ biết đại từ thì nó sẽ biến thành it hoặc là them hoặc là they. Ví dụ như là he said to me, do you like this? Anh nói với tôi, bạn thích cái này không? Thì ví dụ, he asked me if I liked it. Bạn có thích cái này không, đúng không? Hoặc là you say, these are my books. Đó là những quyển sách của tôi. Thì he said that they were, mà không cần nói là dâu nữa, mà bạn nghĩ là they, được chưa? Bây giờ bởi vì nó đứng trước với động từ booby nhá. They were his book, đó là những quyển sách của anh ấy. Một số lưu ý khi đổi từ câu chưa biết phần mà tiếp thì chúng ta cần thực hiện những bước sau. Và bây giờ chúng ta cần chú ý xem cái động từ bằng phần như thế nào nhá. Say thì chúng ta phải giữ nguyên. Say to thì thường được thay thế bằng chầu, được chưa? Say và say to thì được thay thế bằng động từ thường, từ thuật phương với ý rồi là phải tiếp. Thêm lên từ that phong mệnh đề từ thuật, tuy nhiên từ that thì thường được bỏ, và thích thì để cũng được, chả ai cấm, đúng không? Thì ngôi và từ chỉ với văn với chúng một lời nói trực tiếp được hiện phim bắc. Ví dụ như là Bill said that was the last discussion of today. Bill nói rằng thứ ba vừa có một cái giờ thảo luận ở lớp. Thì khi mà viết
Viết lại chúng ta có là he said that had been, bởi vì ở đây là quá khứ mà, thì chúng ta lùi về quá khứ hoàn thành or plus because on the previous pronouns today nhá, được chưa? Như vậy chúng ta đã nói xong về phần chữ biết phân biệt hơi dài một chút đúng không? Mất hàng 50 phút rồi đúng không? Đấy. Now we bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng để chúng ta làm các bài tập theo khoa, được chưa? Chúng ta sẽ nói đến bài tập đầu tiên. Report the statement using the verb forgetting. Hãy tưởng vào những việc này sử dụng với chung sẵn. Và biên là our life has changed a lot thanks to the knowledge our children brought home. Đó là chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống, đời sống của chúng tôi đã được cải thiện nhiều nhờ có kiến thức mà bọn trẻ mà đã mang về. Thì ở đây chính là lời của một ông nông dân già, an old phép gì ạ? Phép thì chúng ta thường, bởi vì chúng ta chú ý rằng là đây là bên perfect gợi ý nhé. Ở bên này bởi vì all life thì đương nhiên bên này nó khi mà đổi chúng ta sẽ thành their life, được chưa? Bởi vì bên này là ông ấy là chúng tôi, nhưng mà khi mình nói lại thì nó lại là của họ cơ, đúng không? Bởi vì ở đây là việc nó là hiện tại hoàn thành, thì khi mà nói lại bạn phải nói vì việc thì quá khứ hoàn thành. Bởi vì nhiều lúc chúng ta chỉ nhận biết thôi, chúng ta không chú ý đến cái này, đúng không? Mệnh đi đằng sau chúng ta không hề biết nhau, chúng ta phải drop home, đây là quá khứ, chúng ta phải nó thành quá khứ hoàn thành. Câu số 2 thì chúng ta thấy rằng I'm going to Ho Chi Minh City soon. À, tôi sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh sớm thôi, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng đây là chi, chúng nên chúng ta phải đối với I am với lại bị động bị bubi ở đây, đúng không? Đấy, với cái này nữa, đúng không? The film will be interesting. Thì bộ phim rất là thú vị. Bên này I thought, à, tôi nghĩ rằng, đúng không? Thì bên này chúng ta sẽ phải thay đổi về cái will này, nhá. Câu số 4, I can't help you because I have too much to do. Thì bởi vì này là phi phép thì chắc chắn và phải thay đổi về I và can. Bởi vì này là can't, khi mà lùi chúng ta là could, được chưa? Và bên nữa, lúc ấy quên chưa nói đến một số cái nội dung. Can thì chúng ta phải thành could nhé. Can phải thành could đúng không? May phải thành might. Had to hoặc has to hoặc had to đúng không? Đấy, được chưa? Rồi, tiếp tục đó là vì chúng ta thấy rằng ai thì đương nhiên là have too much to do, chúng ta cũng phải đổi vị chỗ, đổi hai bên này đi, đúng không? Tiếp tục, and have written Jim a letter. Read, tell me vì thì chúng ta chỉ việc thay đổi cái này thôi, thay đổi cái P của cái động từ này thôi, bởi vì bây giờ hiện tại hoàn thành chúng ta lùi phải lùi về quá khứ hoàn thành. He told me vì ạ. Before you eat, chúng ta sẽ thay đổi về chỗ me đi, về chỗ này này, đúng không? Because về này, chúng ta sẽ thay đổi luôn về bên này nữa, đúng không? Quá khứ đơn thì phải hoàn thành, được chưa? Và về chỗ này cũng thế, đúng không? Me thì biến thành him, bởi vì bên này là do anh ấy nói mà, đúng không? I think if a crazy idea, it won't work. Chúng ta sẽ thay đổi về I thành she, đúng không? Bên thing này chúng ta sẽ biến thành got, được chưa? Cái này ta thay đổi thành was, và cái này ta thay đổi was thành wasn't, được chưa? Tiếp tục, câu cuối cùng đó là a breakfast is served between 7 and 9, được chưa? Thì chắc chắn là câu này nó là gì ạ? Nó là hiện tại đơn. Và đây là dạng bị động thì chúng ta vẫn có thể chuyển về bình thường, đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ viện if and worth là xong. Đó. Rồi đây phân biệt đáp án. Được chưa? Tôi bên này là tôi hướng dẫn qua. Và đáp án thì các bạn có thể xem. Được chưa? Lưu ý rằng giáp thì các bạn phải bỏ bi cũng được, không sao cả nhá. Nhưng mà không ai cấm các bạn. Giáp thì bể cũng được, hoặc không bể cũng không sao. Đấy là bài tập số 1. Ok, now let's move to exercise 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 2. Convert the sentences using the correct form of say, tell,
or talk. Dùng 3 phiên hoàn thiện câu và vùng phạm đúng của say, tell hoặc talk. Jack, me, that, he was enjoying his new bluff. Tom, if, was, knife from restaurant, I didn't like it very much. The daughter that I had to rest for at least 1 week. May Anne asked that she wouldn't be able to come the next weekend. After meeting the teacher about the problem our school had. Bởi vì chúng ta thấy rằng talk thì cái này chúng ta chỉ nói chung chung thôi, đúng không? Không phải sử dụng trong 4 câu đầu, đúng không? Ví dụ nếu mà say chúng ta phải có to, đúng không? Bởi vì ở đây say to thì mới có me, thì đương nhiên cái này phải câu 1 đó là tell. Câu số 2 đó là chúng ta phải nói từ fat, đúng không? Bởi nếu mà từ tell thì nó phải là cho phần body per, đúng không? Cái này là fat. Cái này là câu số 3 là fat that, bởi vì fat thì nó không đi kèm với cái từ ngữ nào cả. Nhưng mà nếu mà tell thì nó phải là Bufamodi nhá. Câu số 4 thì chúng ta, bởi vì cái châu này nó bị kèm với tân ngữ, vậy nên là chúng ta sử dụng châu. Nếu mà say thì chúng ta phải có tu cơ, đúng không? Talk thì nó cũng phải có talk to hoặc talk cộng với một cái mặt từ bất kỳ. Vậy nên câu cuối cùng ta phải nói là talk about hoặc phải là talk about, được chưa? Sau đây đáp án. Và đương nhiên talk thì chúng ta phải lùi bởi vì đây là phản tiếp, đúng không? Jack nói với tôi rằng anh ấy thích lớp học mới của mình. Anh chú nói vào là một nhà hàng pop nhưng tôi không thích lắm. Bạn Phi nói rằng tôi sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần vì tôi nói rằng chúng tôi ấy sẽ không thể đến vào cuối tuần tới. Và bạn cuộc họp chúng giáo viên đã nói về những vấn đề mà trường chúng tôi có. Như vậy thì chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để chúng ta nói về cái phần report of speech, a statement, được chưa? Congratulations, you guys have completed the part 2, report of speech with statements. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ phần kiến thức về chụp bị phạm tiếp với lại các về câu nhận định ý kiến. Okay, now let's move to the final part about conditional sentence type 1. Cuối cùng ba sẽ đến với lại cái phần câu điều kiện loại 1. Đầu tiên ba sẽ tìm hiểu lý thuyết trước nhé. Bởi vì phần này nó ngắn thôi, nó rất là dễ hơn coi phần kia thì phải giảm rất là kỹ vì phần kia nó quan trọng hơn. Okay. Now, are you ready? Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Let's go. Bắt đầu thôi. Các bạn thân mến, trong chương trình lớp 10 chúng ta sẽ nghiên cứu 3 loại câu điều kiện. Đó là câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3. Còn có một số loại câu điều kiện khác chúng ta sẽ được nghiên cứu ở lớp 11 và 12. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu ôn tập lại thêm thế nào và khái niệm về câu điều kiện loại 1. Đó là câu điều kiện có thơ của hiện tại tương lai và nó phải đều xảy ra hiện tại hoặc tương lai nhá, tức là nó có khả năng xảy ra. Nếu với câu điều kiện 2 thì nó là không thể nào xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Còn nếu như đối với câu điều kiện 3 nó là không thể nào xảy ra quá khứ, được chưa? Đấy. Và đối với cấu trúc câu điều kiện loại 1 thì chúng ta lưu ý rằng là vì chúng ta có cấu trúc là if cộng với chủ ngữ 1 cộng động từ và lưu ý nó phải chia hiện tại đơn nhá. Nếu mà he, she, it thì động từ vẫn thêm s hoặc es bình thường. Còn nếu như mà dạng phủ định thì vẫn phải là da not hoặc doesn't, do don't hoặc là doesn't bình thường nhá. Và chúng ta có thể cộng với thêm tân ngữ, đúng không? Cộng với object, đúng không? Và lưu ý, đối với dạng cấu trúc này chúng ta phải có dấu phẩy, có dấu không có dấu phẩy là vứt, được chưa? Hoặc là chúng ta phải viết lại đó là chủ ngữ cộng will, xong rồi chúng ta phải viết về cấu trúc này phần đằng sau cũng được, nhưng mà tuy nhiên không cần phải vô vấp hệ phải nhá, phần này không cần có, đúng không? Còn nếu mà đúng như cấu trúc này thì chúng ta phải có vô phải, được chưa? Rồi, đây chính là mệnh đề if. Để cho nhớ này, if thì nó hiện tại đơn, còn chính thì đẹp tương lai đơn, được chưa? Giống như tôi vừa đã nói rằng nó mệnh đề, hai cái mệnh đề này nó đều có thể đứng trước hoặc sau, được chưa? Còn nếu mệnh đề ít đứng trước thì sau cái mệnh đề ít mày nó phải có dấu phẩy. Còn nếu mệnh đề ít đằng sau thì không cần nhá. Đấy, ví dụ như hai chủ ngữ này nó có thể giống nhau, đúng không? Giống nhau, trùng nhau. Đấy, thì chúng ta vẫn có thể viết bình thường nhá.
Ví dụ như là if my mother cook for me đúng không? Hoặc là my mother cook for me, my mother will buy, đúng không? Cái này vẫn vẫn có thể viết bình thường nha. Trùng nhau vẫn có thể viết bình thường nhá, không sao cả. Đối với câu điểm của bạn 1 thì cái này cũng rất là quan trọng khi mà các bạn viết lại câu ý nghĩa. Ngoài câu ý nghĩa thì nhiều lúc người ta cho câu hỏi rất là nhiều. Vì chắc nó câu điểm của bạn 1 nhưng nhiều lúc nó là câu điểm của bạn 2, đúng không? Nhưng tuy nhiên nếu mà chúng ta cũng thường phải chú ý đến nghĩa của nó. Và động từ của mệnh đề định điều kiện thì chia làm luôn, tức là mệnh đề if nhá. Còn nếu như ở mệnh đề chính thì phải chia làm luôn. Chúng ta có ví dụ như sau. Ở đây ví nữa, ở đây ngoài ra có cấu trúc đảo ngữ ví có phép giới thiệu. Đầu tiên là if you come into my garden thì đây là mệnh đề if. Mệnh đề này chúng ta phải viết, lưu ý phong mệnh đề này phải có dấu phẩy và nếu không còn như không có điểm. Hoặc chúng ta phải viết bằng phẳng my dog will bite you, không cần dấu phẩy. If you come into my garden, nếu anh vào vùng một tôi thì con chó của tôi sẽ cắn cái anh ta, đúng không? Hoặc là it is funny phải, được chưa? Lưu ý nếu như mệnh đề if ở đầu thì sau mệnh đề if phải có dấu phẩy, nhớ cho tôi điều đó. I will go fishing, nếu trời nắng tốt thì tôi sẽ đi với con cá, bỏ dấu phẩy đi, con không có điểm, được chưa? Hoặc là chúng ta phải viết như thế này: I will go fishing if it is funny, không cần dấu phẩy nhá, được chưa? Ở cái vùng đó chính là, đó được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thực. Và chúng ta sử dụng câu này để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại. À, nó có thể phải vào trong tương lai cơ, đúng không? Và chúng ta hãy nêu kết quả thì xảy ra, được chưa? Và tôi sẽ giới thiệu thêm một cấu trúc nữa. Cấu trúc này thì thầy cô ít khi giới thiệu vì phần này nó hơi hơi phức tạp một chút, đó là phần should. À, tôi xin giới thiệu thêm, đó là ngoài will ra chúng ta phải thêm một số động từ khác. Ví dụ như will chúng ta phải là làm việc, can, may, must hoặc là should nhá, đều được cả, được chưa? Đều được chứ không riêng việc với will này là cái từ cơ bản. Mà tuy nhiên chẳng may nó vướng vớ phải mấy từ này, các bạn làm như thế nào? Thì đấy là, thì nếu cho tôi đó là câu của điều kiện bạn 1. Còn nếu mà vào quá khứ của những cái này thì nó là điều kiện bạn 2. Ví dụ may thì might là điều kiện bạn 2 nhá, được chưa? Must can thì thành could, could là điều kiện bạn 2 rồi, đúng không? Đó. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện bạn 1 nhé. Cái này nó hơi đặc biệt một chút. Các bạn thân mến, khi mà các thầy cô thì thường chỉ giới thiệu cho bạn cái cấu trúc cơ bản, cái cấu trúc đầu. Ít khi thầy cô giới thiệu cấu trúc thứ hai. Nhá. Cấu trúc này nó là chủ, nó chỉ thay if bằng should thôi, đúng không? Nhưng tuy nhiên cái cấu trúc này không hề phổ biến. Nó không hề dễ đâu nhá. Bây giờ các bạn lưu ý, các bạn chỉ cần nhớ cấu trúc này thôi nhá. Nhớ cấu trúc này cho tôi là được. Được chưa? Không cần nhớ cái này là should, thay if bằng should thôi, đúng không? Đấy, đấy chính là một cấu trúc đảo ngữ. Với phần này thì cái sau này các bạn khi học đại học thì cô sẽ giới thiệu cho bạn thêm về phần cấu trúc này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với bài tập trong sách giáo khoa 190. Chúng ta có hai bài tập, tập nhỏ nhỏ đúng không? Đầu tiên, bài tập đầu tiên nó là dạng sơ đồ cấu trúc. Với cái này được không, làm cái này thì được cái kia, được cái kia lại được cái kia nữa, đúng không? Đó là một cấu trúc sơ đồ. Nào chúng ta hãy mở file khoa 190. Open your textbook page 90, ok? Ở trong sách giáo khoa thì nó đã nêu ra hai ví dụ và nó ở đây đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là và vì ạ. Từ cái này thì nó lại phi ra cái này, từ cái này nó lại phi ra cái này đúng không? Từ cái này nó lại phi ra cái kia.
Từ cái này nó lại phi vào cái này đúng không? Từ cái này nó lại phi vào cái này, xong cuối cùng nó lại phi vào cái này. Nó rất là lằng nhằng, nói chung là theo phê đồ đúng không? Và trong phép khoa thì nó đã đưa ra một ví dụ cụ thể cho bạn, ví dụ như là, if I don't go out so much, I will do my homework. Nếu như tôi không ra ngoài nhiều thì tôi sẽ làm thêm bài tập. Và trong phép khoa thì có chấm bên chấm, I will do, nếu như mà các bạn làm bài tập thì thì phải đổ, thì phải đổ KP. If I pass exam, I will go to medical college. Nếu như các bạn đỗ PKP, các bạn sẽ đến với cao bằng, cao đẳng ở đại học y khoa college đúng không? Tiếp tục đó là if I go to medical college, I will study medicine đúng không? Đó là nếu như mà học tôi học y khoa thì đại học y khoa thì tôi sẽ học về ngành học y học đúng không? Đấy. Còn niệm từ đấy đúng không? If I study medicine, I will become a doctor. Nếu như mà tôi học y khoa thì tôi sẽ trở thành bác sĩ. Còn nếu như tôi trở thành bác sĩ thì làm sao? Thì tôi lại lại vào. If I'm a doctor, I will kill diseases and help sick people. Nếu như tôi là bác sĩ, thì tôi sẽ chữa bệnh và giúp đỡ người bệnh tật. Được chưa? Bài theo vũ trụ phương đồ như thế thôi đúng không? Vừa vậy. Tiếp theo là số 4. Exercise 4, prove when or if into each gap. Với when hoặc with một chỗ trống. Cái này rất dễ nhầm nhá. Câu số 1, where if a good program on TV tonight, I will watch it. Thì chúng ta phải là if. Bởi vì làm sao? Bởi vì nếu như mà có một cái kịp có một cái bởi vì ở đây qua từ tonight rồi chúng ta không thể dùng when được nữa đúng không? Chứ when thì nó lại phải là một thời điểm bất kỳ, nhưng mà đây đã có từ tonight rồi, đã có từ chỉ mới ra đây rồi nên chúng ta không thể dùng when được. When là chúng ta chỉ sử dụng khi mà chúng ta có cái gì, không có cái từ, được chưa? Sử dụng khi mà không có cái từ chỉ thời gian ở đó thì chúng ta sẽ sử dụng if cho tôi nhá. Rất nhiều người hay hay bị nhầm, được chưa? Phương tự có số 2, I go out tonight, I will have a bạn. Chúng ta sẽ sử dụng từ từ việc, từ when đúng không? Đấy, khi mà tôi về, khi mà tôi về nhà tối nay ấy thì tôi sẽ đi tắm. Câu số 3 đó chính là my family will go to a beach for our holiday, we'll have enough money. Đúng không? Đó là chủ nhà chúng tôi sẽ đi bãi biển cho kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ và biết đằng sau là khi chúng tôi có đủ tiền thì chúng ta, nếu chúng tôi đã đủ tiền thì đi đi vô địch thôi đúng không? Chứ không phải là khi nào mới đủ tiền, không bao giờ có chuyện khi đi khi nào đủ tiền thì mới đi vô địch, không bao giờ có chuyện đó. Bảo nếu như có đủ tiền thì đi đúng không? Bởi vì nhiều lúc mình phụ thời gian mình đang đi học mà đúng không, mới được nghỉ đâu đúng không? Đấy, câu số 4, if on knife day tomorrow we'll go swimming. P hôm nay là when if on knife day tomorrow, bởi vì purple tomorrow rồi đúng không? Chúng ta không thể sử dụng từ when được đúng không? When is a nice day, khi mà nó là một ngày đẹp thì không bao giờ, bởi vì ngày nào chẳng ngày đẹp đúng không? Nhiều ngày ngày đẹp mà sao phân định rõ, mà phải dùng từ if. Số 5 này, I will lend you my book, I finish reading it. Tôi sẽ trả cho bạn mượn sách của tôi khi mà tôi đọc xong. If nếu như tôi đọc xong thì tôi mới cho mượn à, đúng không? Vì vấn đề là khi nào tôi đọc xong tôi mới cho mượn đúng không? Bởi vì nhiều lúc là if I finish reading, rất nhiều quyển sách biết biết quyển sách nào đúng không? Đấy. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong nhiệm vụ số 3 rồi, nhiệm vụ lớn nó chính là về vô điều kiện một. Okay, so we have completed actually three tasks. Three missions, three parts of this lesson. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc ba cái phần lớn của cái học này, đó là về phần ngữ âm này, về phần chữ viết văn viết này, và cũng như vô điều kiện một. Tôi hy vọng sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ có một biết, đó là biết tự kiểm tra phần C, cũng như là biết ôn tập học kỳ. Thì tôi hy vọng rằng là những kiến thức này cũng sẽ là những kiến thức mà tôi đưa ra các bạn, nó là những kiến thức bổ ích để các bạn có thể làm tốt được cái bài thi học kỳ mùa của mình. Ok, em it now to say goodbye. If time to say goodbye, bây giờ bấm biển của bạn bên dưới. Cảm ơn bạn theo dõi. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi, bấm đáp nào. If you have any questions, please send me
your question into comment đúng không? Hãy đặt câu hỏi phần bình luận nhé. Cảm ơn đã theo dõi. Bây giờ thì xin chào mọi người lại ở trong tiết học tiếp theo phần test your selfie là phần tự kiểm tra thực phê. Cảm ơn đã theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Thank you and see you later. Goodbye.